Xin chào cả nhà buổi chiều. Chào cả nhà. Ở nhà ơi, bữa nay nữa là nước lắm cạn rồi. Bữa nay ba chú cháu tiếp tục đi để cơm nha. Để cơm kiếm cá vừa làm khô để dành ăn Tết cả nhà. Bữa nay mình đi cái xuồng, cái vỏ lãi nhà của mình. Thì vũ khí thì Út Duy Giang vừa gác cái gần cơm vô sẵn rồi nè. Rồi có cái nêm nữa. Là xong. Lên đường. Sắp chia tay mình nước nổi rồi. Chuẩn bị hành quân. Hành quân chưa? Ủa sao cả này, cả nhà thấy mấy cái hành sắt nó cao ở trên ghê không nha. Là chứng tỏ nước nó cạn. Đẩy cô hết ham của cả nhà cho nên mấy chú cháu cứ đi đẩy hoài. Bữa đẩy buổi sáng, bữa nay đẩy buổi chiều nha. Đó giờ mình chưa đẩy cặp cái danh này ra. Đó đó qua đây nè. Đẩy đừng có sửa. Rồi 500 bữa nay bài đất luôn nè cả nhà. Không có sao không? Quá trời luôn. Bự luôn. Vòng 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 mấy ấy luôn. Đó, cá phi bự đó. Cá phi rồi. Trời ơi nó bự nó. Cái tiền cỡ đó. Cho nước vô miếng luôn đi nha. Rồi, đường vô đường này có tiến triển rồi đó. Tiếp. Úp vậy em. Vũ phi bự nữa. Giang ai da là cái vũ phi bự. Nó vừa cái kỳ lên nó sẵn vậy nè, giang cái trong vậy đó. Trời ơi. Gì đâu. Mấy bên đây thì hơi bị ngược nắng nha. Bên đây nãy giờ nó không có chứa gì. Có mà tim nhỏ của Phi Nhân không bắt. Nó nhỏ. Cá lóc. Con cá lóc đầu tiên. Cá lóc không được bự. Bự
Ờ, con cá gô ông nội ơi. Đi xuống chậm. Hả? Đi xuống chậm thế. Ghê hồn. Cá gô đồng mà có đó. Chúng chú trước mà chú làm sao á. Dạ. Nổi luôn. Giờ bắt cá gô đồng, cá gô đồng này cả nhà nhìn con cá gô đồng này cả nhà trắng động thiệt chứ. Biết đàn. Đã. Tìm lên không có lình xịn, mà con cá vậy đó. Bây giờ khi lình xịn nó chạy gì đâu á. Đứng gì đâu. Đó giống là cá lóc á. Cá gô nữa đó. Ý. Không là nó đúng. Hy vọng nữa. Cá lóc. Đúng. Về. Chạy hay. Rồi bên đây đâu? Cá lóc bên này đâu? Thằng ơi, ai bét. Thôi. Đứt đi hả bắt nó. Vậy sao? Lên xịn đen nè, tên mình lên xịn đen nè. Ừ. Ừ. Là dữ lắm lại. Ừ. Chắc chắc. Ôi giời. Hay quá. Mới quả nha, mới quả miếng đất của chú Tuấn nha. Ủa bữa nay không đem thùng còn có lóc rồi. Cái này biết đất này biết nuôi cá lóc nè. Vô bờ nó chăng mờ nhàn. Ông. Ừ. Liền con luôn rồi. Đá vô. Cầm con cá lóc rồi. Trời ơi, cái gì dữ lắm rồi. Có nằm. Trời ơi, cá phi. Cuốn. Vô phi màu nào nè. Trời ơi, con cá nó cục bự như thế này nữa. Trời ơi. Trời ơi, con cá nó chạy như vậy. Đẩy nó ra. Từ. Cứu trời ngoài. Cá vô không mày cá vô. Ê, mình đẩy đầu ngang này được. Cái này xuống dưới dạ, lưới được rồi. Đầu ngang xuống mới lên. Hà lên. Xuống hà lên. Xuống lên cũng được. Cá ngon. Cá lóc ngon. Ngon nha. Cá nó phải cá lóc ngon không? Nó còn làm con. Cá nó chưa ngon mà gọi là cá lóc nuôi. Có nhiều quá hả? Vừa đó, ừ. Chính nào? Rô phi. Quá đỉnh luôn. Đỉnh ngược chứ. Quá không. Hãy subscribe.
ghê lắm, ghê lắm. Tin ghê lắm, ghê lắm. Gọi ai? Gọi Út khỏi nơi hả? Trời ơi. Mày ghê. Cái gì? Còn nữa hả? Cái gì mà búa xua cho vậy? Cái này tới không chuyện rồi mà. Dụng ba lớn nè. Phải cái này mà đẩy lên chút xíu lên cá chuối à. Nó chạy. Rồi hết đất sái rồi. À sao? Qua tới quán sái rồi à, con dây này không sái à. Úp đi, úp đi, úp đi. Cái quay. Cái quay còn hồng đó. Đau. Nó đau. Đau rồi, đau lắm. Đau lắm rồi. Lên nhịp thò lả là xong. Mau không. Cái hàng quá rồi. Ủa đám giỗ nhà của cô ba là ngày mấy Út? Ngày năm đó 25, 27 gì phải không? Ơ ừ, quá trời luôn Nhân ơi, bên đây Nhân ơi. Ê hề luôn. Wow không. Cái này cuối đường đó. Ủa bên đây cuối. Ủa cá bự gì? Quên mấy trứng này có một mình làm khô đem về đám giỗ nhà cô ba được nè. Chứ Tết là mình muốn đẩy nữa quên. Đám giỗ gần tới rồi, bữa nay mình 23, 20... hai mấy rồi gần tới đám giỗ rồi, quá trời luôn. Ơ từ từ ní. Ốp tha ta tim. Nghe đâu? Nó cái mặt trong đêm đó kìa. Ờ ngón tay phà mò trời trời. Rồi luôn. Không có cục mất hết luôn. Ôi ông Giang tôi cũng lộng cộng nội ơi. Cứ làm đơn lên con rồi. Cứ mờ mờ. Đi cái vậy. Chấp đúng rồi đấy. Cái kiểu cái nôm mà không biết. Úp cái nôm rồi ta liền cá rồi lông. Rồi bỏ cá rồi tiếp tục mà. Ê, dữ lắm rồi. Úp đi, úp đi, úp đi. Đéo lội luôn. Tốt bên kia đâu. Tốt bên kia tên bự nữa kìa. Đâu. Cái này được phải không? Đúng rồi. Còn hồng. Okay làm khô được rồi. Không có chân luôn à. Được giữ chưa? Không, cái tim nó nãy không được, lên tim không có được hình. Rồi cái vô. Nữa nè. Nôm luôn nha ơi, cái nôm chắc ăn rồi, đất này không chết mày ơi. Úp cái nôm đi, để cá bự nó chạy ổn. Đó. Đâu. Tới úp nè, cá đốc nè. Rồi. Thấy sai sai gì rồi đó. Đó. Có rồi. Có rồi, có. Cốc tiêu rồi. Gì ốp có mà đâu tiêu kỹ chạy rồi rồi rồi. Đây, phi. Ôi, cái gì vậy? Phi phẩm. Dạ, chú có tìm cái con phi lớn nữa không? Kìa, dữ lắm rồi.
Tiếng đời bự kìa. Đó. À, không ai lấy nôm chân chạy. Đá rồi. Hết biết tay rồi chú rồi. Này, cù cá nữa chứ đâu. Thôi. Tìm mà lớn bằng cáo lớn nè. Cái gô dữ vậy ta. Cái gô con nào nó chọn cái quạt vậy. Đó, có cậu nghiêng nó chưa trôi đâu giờ. Đá giang kìa. Cái nôm. Ôi khủng. Trời ơi. Ghê thiệt. Ê, nè, bạn ơi, lần ra đây đâm tôi nha. Chẳng khác à, lấy cái tàu cái gì à. Đây là, ơi Giang, đây là hậu quả của bắt chuột còn mấy cài nữa. Trời ơi, nguyên chứ đi đâu chứ à. Tiêu anh xuôi Giang rồi. Đó, mày, đó mày. Cái nơm đúng rồi. Nơm, đem xì ly ơi. Mà hồng nữa đó, ốc ơi. Đậm bài. Cá lóc. Rô phi. Bên đây nhìn bên đây có chuối nè con ơi. Đây chuối không cá vậy. Đem lên giống cá, đem không có cá. Cái gì? Chạy rồi. Thấy trong không? Chỗ cá để nó không? Cái bờ này cái nhà hết khỏe. Nếu sạch này chúa là các bạn đã lên tìm dữ lắm rồi.
cái gì cái lão hết luôn. Ồ, cái gôn ngồi, cái gôn, cái quạt. Hai con. Giang thấy cá nhiều hả bố? Tỉnh nhưng mà nhỏ hết rồi. Út lên được con cá lóc bự rồi. Cá bu phi. Bữa nay hai hồ vừa làm khô. À, giờ mình chưa có qua bển thằng nào luôn. Đây. Uống nước đi. Nghỉ ngồi đi ơi. Trời nghỉ vô bóng mát này nghỉ ngồi đi. Bây giờ có nắng đâu nữa là sợ hả? Dữ lắm cái tim mà. Thằng ơi cá lóc. Ôi ôi.
tay lên thằng Hoàng. Ừ. Cầm cái nơm đó luôn. Trời ơi, cá lóc. Đúng bài cá lóc trời. Đã dính được con cá lóc rồi cả nhà. Để tao nói gì Giang trời. Ôi. Trời ơi, chút chiếu nữa. Biết rồi. Út bắt là lại nãy Út cho có nước á. Quyền quyền luôn rồi. Biết cá lóc gì trời. Nó nhảy không trái gì trời đồ. Quá là bắt lại chứ có chuyện bình thường. Chuyện nó làm hoài. Bắt được rồi thả được, có gì đâu. Nghe cái đất này có cá lóc gian luôn trời. Nãy nghe điện trời. Nãy nghe trong bụng thôi. Đất nó đã mà. Trời trời, xuống nước thì nằm giùm tao cái đi, thì nằm trên đây một hồi. Ừ, thằng nó chảy nghe lời. Làm mắt lo à. Thả nhiệt kìa. Trời tiết mát mẻ. Đụng xuống mà không thấy cái ngạnh là thấy mực mình kìa. Lắp chuối cái quần nữa, tim nó gom hết rồi ha. Nói thằng không có cái bự thì có liền. Thông báo với cả nhà là con cá lóc bự nó đã phóng ra khỏi xuồng. Và tình hình ba chú cháu đang hơi bất ổn. Để cái xuồng gì mà nó vẫn phóng ra được hay chứ. Đúng là cá bự nó có sức mạnh cái nha. Bắt được thả được. Mà thả rồi không biết bắt lại được không. Cá ra sông đố kiếm. Qua nếu qua là không có đường qua. Lâu lâu bắt được con cá lóc bự trời ơi, cái nó nhảy ra khỏi xuồng buồn dễ sợ buồn. Tim quá trời tim luôn. Tim gì dữ vậy ta? Chạy đi đó. Chết. Trời ơi, hồi con điện nó qua hốt nó cái gì. Cá lóc tớ ông ơi. Lấy lại những gì nó mất nè. Rồi sao nó đất nhắc vậy? Không có sái miếng này, không có sái miếng kia, không có sái. Rồi. Phi gì vậy? Ơi. Ôi, cái cá này mập đó quay phim không chứ không vừa. Chú tuốt bển luôn nha.
Giang cá vú quá trời Giang ơi. Cỏ hả? Đường này đường nào hả? Đường cũ nãy phải không? Có, đường cũ bên kia kìa. Nãy giờ mình chưa đi đường này, đường kế bên. Đi đi đường này đi, đường này cá chú quá trời nè. Đường này cài đi nha. Nãy giờ mình đường này đi. Đường này nó có cá chuối mà. Ta là muốn đi đường bản hả? Đường này nè. Bạn đi dứt bản nè. Không đi, đi dứt này không đi. Rồi tìm cái gò cả đó không á. Đó. Không lấy nơm Út. Hơi bự không à. Chơi tim nhỏ không mà bác không đẩy đường. Ủa, ơi trời ơi Giang ơi, cái lóc nãy ra tới đây đó, đây nè đó đó. Trời, trời ơi chặt rồi không, cái vô vô này nè ủi chưa lóc chặt chỗ. Ủa sao cái bầu vô đó bị mất cây hay gì vậy? Ê, coi chừng cá lóc đó. Ui. Ủa nó chiếc cây vô khó bớt. Ủa cá nó không à. Cá cỡ này nó không bài hôm rồi kìa. Bởi vì con sáo kêu. Ở dúng dở dở phải rồi. Sáo kêu cuốn mà. Con luôn. Giấu hai con luôn. Con cá lóc con ruột kia. Ồ, cá gì quá trời bên đây. Đất này có sới mà sao nó không chối vậy? Cá nhỏ. Cái lóc là nó còn kiên mắng ra chứ sao rồi.
Nơm được. Trời ơi, nơm giấu hai con nữa rồi. Tìm tìm cả. Nơm kế bên cũng được. Ai mà biết đâu chừng nào. Sớm chốc lát nữa đây. Ôi Giang ơi, cái tim nó bự kìa. Sao chịu lấy cái nơm ốp chạy. Vô. Cái nó bự. Cái này cái gô nhiều hơn cái gô phi. Cá lóc. Ê, đừng nước, đừng nước. Đừng nước đi. Ốc dí tiếp. Không có còn gì, tôi cười tám tám. Cái cây gọn kia. Không, ngay chân giữa nè. Cái gì vậy? Ôi, quỷ cá này, quỷ cá cái rõ ràng. Cá cái rõ ràng. Bởi giờ Giang nó kiếm chào máu chưa có. Là trời. Để cho chú tắt. Hết nói. Giận, giận, giữ Giang ơi. Bắt đầu tới giờ nữa đó. Sập xuống rồi, tới. Ra
đây. Chỉ cần quay phim đừng bấm máy nghe điện thoại hay gì đó là chốt dính cá lóc à. Rõ ràng luôn á cả nhà. Đâu? Nôm. Nôm. Lầm. Lầm con cá lóc nha. Cá lóc bự bự lắm. Dương Năm với anh Hùng đợi Út vô đem cá vô nướng kìa. Rồi. Không có hả? Trời ơi, cá lóc thiệt. Trời ơi, Út chơi đòn tâm lý. Trời ơi, lại những gì đó mắc rồi cả nhà ơi, mừng quá. Không, chỉ cần nhắc tới anh Hùng thôi liền anh Hùng với những năm đợi mình dọc rồi sao? Điểm quyết đi. Thôi. Đợi đợi gì đây, nó tự ra được chứ bộ không ra được đâu. Nói vô mới có cá lóc đó trời. Làm im đó nha cá lóc. Hồng với hồng đây. Lỡ mấy chốt đâu con ơi. Trời ơi, một thao. Mình đi buổi chiều có cá còn xấu lắm nè. Đây thành quả của ba chú cháu cả nhà thấy bữa nay cá rô bự không à. Ngon nha, cá rô phi cũng bự rồi, cá lóc cũng để lựa ra. Cá lóc rồi, nãy đi con cá lóc mà nó phóng rồi khỏi xuồng nó bự hơn con cá này luôn á cả nhà. Gì? 54 với 53 đâu? 53 à. Cái rô toàn là cái rô bự vậy không nè cả nhà, chứ cái nhỏ chút gì vậy nấu bắt đi. Đây con đem qua đây nè quý, đem qua đây nè con, đi lên đi. Mình hả? Ừ. Trứng gà nướng đó đem xuống cho mấy đứa nhỏ nè ăn. Chị Trang quả nướng đó. Trời con Vinh Phú mấy đứa nào cũng dễ thương nha. Tiền khô mà. Ờ để cô bữa nay cá rô dữ rồi. Đây cả nhà đây. Hôm nay là cũng đâu có thua hôm bữa đâu không. Cá lóc bự hơn nữa. Đây. Cá lóc này cả nhà. Cá bữa nay cá lóc bự. Cá nhiều nó cá lóc không hiểu. Cá nhiều buổi chiều cá nó còn sống nha. Nãy đi coi cái lóc bự hơn cái lóc này, uống ghê trời. Rồi cái rô. Bây giờ mình sẽ gọng cái lóc với cái rô lại. Còn cái rô phi này là chắc là bây giờ ăn với mẹ với bà xã Giang làm sẵn luôn cả nhà. Rồi ngày mai sẽ ốp mình phơi khô. Rồi mấy số cá này chắc là sẽ làm khô hết luôn á. Làm khô nữa mình đi đám giỗ bên nhà cô Ba nha. Nhà cô Ba ở cũng ở chợ mới An Giang nữa nhưng mà ở xã khác. Bên Cồn. Tiếp tục bởi thu rồi giọng đi giọng ơi út về tắm đi giọng ơi mẹ ơi mấy ơi giọng ơi
cắm. Tôi gồm với cá lóc. À Giang, ngày mai mình làm khô, đừng có đi ấm giỏ nha cô ba. Chào cả nhà nha. Đây là cái số cá mà chiều hôm qua chốt với Giang nãy cô mà cả nhà. Sáng giờ làm sạch sẽ hết trơn rồi, bây giờ bắt đầu ướp để phơi khô nè. Đây là con cá rô phi nè. Cả nhà thấy mình làm có đẹp không? Đây là con cá rô phi nè, làm xẻ ra lóc xương, mình làm như dạng khô một nắng. Còn bên đây là con cá lóc, bên đây là cái vàng, bên đây là cá lóc nè, bên đây cái rô phi. Nghe hơi cá thấy mấy con ruồi nó súng lại dưới kìa. Hôm nay em sẽ làm là dạng là ướp một nắng, mà mình có ướp xả ớt nha cả nhà. Sát ở đây nè bà ơi, quay vô đây nè. Thì phải trộn đều xả ớt với lại gia vị lên cho nó đều lên rồi mình ớt nha cả nhà. Cô ba ở Dượng Ba có xem clip này là chắc hóng khô rồi. Đây, còn cá lóc. Cá lóc bữa nay chơi một xả ớt luôn. Làm cái này không? Hút màng này. Cá này nó bự, chản họng luôn đó nha. Bự. Bây giờ quá trời nhiều luôn cả nhà ơi, làm xong rồi hả là hả cá mà làm sạch gì luôn á, là đâu hả gần 10 kg, mà trong khi đó cá mấy con cá mình có cho gắn bữa ăn bớt luôn. Cá lóc được 2 dĩ. Cái con phi là toàn lựa con bành bành, mấy con nhỏ nhỏ là để lại chưa cho gắn ăn. Cái này là chắc mình phơi bây giờ là cũng chưa rồi cả nhà, mình phơi từ đây tới chiều.
xong rồi ngày mai mình phơi thêm một chút nữa làm sao cho cái bề mặt khô này nó hơi ráo ráo á là được rồi, chứ nó không có cần khô dữ nha cả nhà. Thì tất cả số khô này thì vài bữa nữa thôi là ông Sáu với bà Sáu sẽ đi về bên An Giang đám giỗ bên nhà của cô Ba, là chị ruột của ông Sáu nha cả nhà. Thì vừa đi đám giỗ với lại là tặng cho mấy cô nữa, là mình tặng hết đó chứ mình không có sử dụng. Mình muốn làm mà để dành mình ăn Tết hay là gia đình mình sử dụng thì vài bữa mình sẽ đi bắt cái khác. Tại vì nước rút mà mình có nhiều cách để bắt cá lắm cả nhà. À, cá rô phi cũng ngon mà còn có cá lóc nữa. À, bây giờ thì mình sẽ để đây mình phơi nha, mình đi vô. À, cũng có phóng clip ở đây luôn nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại với thứ hai nha. Xin chào tạm biệt cả nhà.